Ê anh chơi, đất ở đây có mùi lạ, hãy cùng cúi xuống đây, hửi mùi đất cho quen đi. Là mùi cất chó, ta nói nó nồng nặc luôn á. Ê anh chơi, nhà này có cô em dễ thương nè, tình coi thay đồ đi. Hôm qua ta cũng rình mà bị đánh nè. Tanjiro đã phát hiện ra con quỷ đâm lầy, bắt lấy một cô gái trẻ đẹp. Đâu đó quanh đây thôi. Con quỷ này có mùi thơm đặc trưng. Chỗ đây là thơm nồng nặc nhất. Thơm thở không nổi luôn á. Thấy cậu mày rồi. Tụi tao có 3 đứa. Tùy theo tình trạng tình cảm mà có số lượng sừng trên đầu khác nhau. Bà đánh một không chột cũng què. Chết cậu mày. Chết tiếng mày nè con. Cái thùng của mày cũng có vỏ không cao cường nhé. Ngoài ra thì bố mày có kiếm nè con. Hay, nhiệm vụ gì vậy? Về thôi con em. Hình như là tôi chiều kem quá rồi nên kem hư đúng không? Thôi, em thích là được. Muốn về là về à?